gì mà nó ngắn lên tới mắt cá chân vậy? Sao kỳ cục vậy? Thử chưa? Thử. Vậy mà còn thử gì nữa trời? Sao kỳ vậy ta? Ủa, tôi nhớ là tôi mai có một cỡ mà. Mà sao cái dài, cái rộng, cái chật, cái... À, ê. Mày kêu ai hả? Tới đây kiếm chuyện phải không? Nè, tôi tưởng mua đồ thiệt thì tôi còn bỏ qua nha. Mua đồ chứ thiệt đằng mà. Này, cái gì? Thiệt cái gì? Hồi nãy giờ á, thử cái thì dài, cái thì rộng, cái thì chật, cái thì ngắn. Tới phá đám tôi nè, đúng không? Đâu có, sao mình nỡ nói với tôi như vậy? Tại vì tôi thử rõ ràng trước mắt mình thấy mà, mình đâu có đuôi đâu. Không, mình thấy rõ ràng nè, bây giờ nè, thấy chưa? Ngắn lên cái mắt cá, còn cái kia thì nó rộng thùng thình như vậy nè. Sao mà mặc được? Im! Tôi đặt mai quần của mình, mà bây giờ ai cũng vậy thôi. Phải mặc vừa dặn thì người ta mới lấy chứ. Chứ, đúng không? Hồi nào giờ ai tới đây đặt đồ cũng không ai dám chê hết á. Đặt là người ta lấy. Có ông ha, từ nãy giờ đến đây chơi tới chơi lui, cái người dáng xấu quắc thấy gớm mà bày đặt mặc đồ đẹp. Nè, mình đừng có xúc phạm tôi nha. Nói thiệt với mình chứ tướng tôi vậy chứ khó kiếm lắm mà. Hồi nào giờ chưa có ai dám xúc phạm tôi giống như mình đâu à. Chưa có thì giờ có nè, cái đồ hắc ám biết. Vậy là đuổi ha. Ừ, đuổi đi. Ê, trả cái quần đi. Trả cái quần. Ê, gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Nãy giờ mày làm gì vậy? Phá đám mày làm gì vậy? Là gì trời? Trời mẹo, mày nghĩ sao vậy? Tao muốn bán mà tao nghe mày nói nãy giờ nghe chưa? Cởi quần trả em tao đi. Ừ. Cởi quần, quần gì? Muốn lấy quần này hả? Ừ. Ủa là sao? Cởi quần... cái quần ra chứ sao? Trời, gì kỳ vậy? Cái quần này của tôi mà. Của ông đâu ra? Cái quần này đặt mai của tôi. Mặc vô rồi, chơi tới chơi lui. Rồi bây giờ đồ ăn giật. À, bây giờ muốn lấy cái quần của tôi chứ gì? Rồi lại lấy đi. Nè, cởi quần đó cho tao. Đó, lấy đi. Lấy đi. Trời, gì kỳ vậy? Đục quần này ông giữa đường giữa chợ hả? Mọi người ơi. Cái gì vậy? Nè, mọi người ơi, coi nè. Cái cô này cổ muốn tôi mà không được. Rồi giờ bày ra cái trò lột quần tôi giữa đường nè. Trời ơi, đàn bạn gái gì kỳ cục vậy trời? Trời ơi. Trời ơi, đàn bạn gái gì mà lột quần đàn ông giữa đường giữa chợ vậy trời? Im đi, bà biết gì mà nói. Cái đồ tráo trợ. Ông đặt quần của tôi cho đã. Rồi ông mặc rồi ông. Lấy đi, ông trả tiền hả? Trời ơi, ủa vậy chứ bây giờ quần này của cô vậy chứ tôi đi chợ tôi mặc quần gì? Không lẽ tôi kể truồng hả? Đúng rồi. Đang mới truồng đi chợ. Phải không mọi người? Phải không mọi người? Ờ, không lẽ ông đi chợ không mặc quần? Nói chuyện vô lý quá đúng không? Trời đó, đúng không mọi người? Đúng rồi. Trời ơi. Này nè, thôi. Nói vậy hiểu hả bà con ha? Thôi, không có gì đâu. Rồi, thôi, mình giải tán ha. Rồi, đi. Mất quá, vậy đi. Thôi mà, người ta giải tán hết rồi, có gì đâu quê. Thôi giờ tôi về trước ha, đợi mình ở nhà ha. À khoan, trước khi về, tôi muốn gửi cho mình một kỷ vật. Gì nữa? Tặng mình. Quỷ. Đợi mình ở nhà nha. Ê, biến đi. Nó tới quậy mà. Đồ khùng, đồ điên. Gì đây? Nó làm khùng làm điên gì nè bà? Ba cây sỏi vô lá. Ba cây que sỏi vô cái lá. Điên khùng. Ba que xỏ lá. Đúng là cái đồ ba que xỏ lá mà. Đồ khùng, đồ điên. Mày nhớ đó, tao không có bỏ qua cho mày đâu.